Dạ, con giới thiệu với chú, đây là đầu xịt Oshima OS22 STG. Dòng này là bít tông sứ, một ngựa, được bảo hành 12 tháng. Dòng này xài rất là tốt và bền nha chú. Dạ, vậy chú lấy máy này đúng không ạ? Rồi, để con kêu anh em đóng hàng cho chú nha. Dạ. Kỹ thuật viên kiểm tra hàng đầy đủ phụ kiện trước khi đóng vào bàn giao cho khách. Ghi phiếu thu bảo hành cho khách trong vòng 12 tháng, bảo hành điện tử theo tên và số điện thoại. Kỹ thuật viên đóng sẵn hàng và bỏ lên xe cho khách về. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ hàng và thế giới máy. Trân trọng cảm ơn.